tí, con ở trên Sài Gòn á, con học ngành gì vậy, trường nào vậy? Cái thu nhập cô nó mới thi tốt nghiệp xong mà nó không có biết học ngành gì, trường gì hết à? Dạ, cháu học luật, cháu học ở trường Đại học Văn Lang ạ. Ủa, thế luật sư là làm thầy cãi đúng không? Dạ. Nhiều người cho rằng học luật chỉ để trở thành luật sư, nhưng không, đây là một quan niệm vô cùng sai lầm. Bởi vì trong thực tế, luật sư chỉ là một trong những ngành nghề mà cử nhân luật có thể làm việc và lựa chọn theo đuổi sau này. Có thể bạn chưa biết, muốn trở thành luật sư thì mình cần phải tốn ít nhất là 6 năm, bao gồm 4 năm học đại học ngành luật để lấy tấm bằng cử nhân luật, 1 năm học lớp đào tạo khóa luật sư và 1 năm tập sự tại các văn phòng công ty luật. Thế nên không phải ai học luật cũng trở thành luật sư, bởi vì bên cạnh đó còn có rất là nhiều con đường để cử nhân luật có thể lựa chọn. Sau khi bạn tốt nghiệp cử nhân luật, bạn có thể đảm nhiệm các vị trí trong cơ quan nhà nước như thư ký tòa án, thẩm phán, điều tra viên, kiểm sát viên. Người làm công tác pháp chế tại các cơ quan nhà nước, các vị trí ngành nghề như công chứng viên, luật sư, trợ lý luật sư, thư pháp lại cũng được rất là nhiều bạn cử nhân luật định hướng và theo đuổi. Ngoài ra, bạn cũng có thể trở thành pháp chế ngân hàng, nhân viên pháp chế, chuyên viên pháp chế cho các công ty doanh nghiệp trong và ngoài nước. Và sau khi tốt nghiệp ngành luật có khả năng sư phạm, thì bạn cũng có thể trở thành một giáo viên, giảng viên ngành luật cho các trường đại học khác. Vậy nên ngành luật thực sự mang lại cho ta rất là nhiều cơ hội và việc làm, chứ không như những gì người ta nói. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Hiệu Tâm Như. Hiện tại mình là sinh viên khóa K26 của trường Đại học Văn Lang. Mình nghĩ là bảo vệ bản thân và gia đình, chỉ có tuân thủ pháp luật và hiểu biết về pháp luật thì chúng ta mới có đủ khả năng bảo vệ bản thân và có thể dùng vốn hiểu biết của mình để bảo vệ và bảo chữa cho những người thân trong gia đình. Những người học luật là những người có thể có cái tính rất là nhạy bén trong mọi tình huống, thì học luật là thực thi pháp luật. Quả thật chúng ta có cái nhìn khách quan và tích cực hơn rất là nhiều nếu chúng ta có một nền tảng pháp luật. Ngành luật trao đổi cho chúng ta những kỷ niệm cần thiết như là tự tin, thuyết trình, kỹ năng nghe và đàm phán, khả năng thuyết phục khách hàng, tư vấn, tạo niềm tin đối với khách hàng. Những người làm luật đang hàng ngày, hàng giờ thầm lặng đóng góp để bảo vệ những lẽ phải, công bằng cho xã hội. Và điều cuối cùng là môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp. Những người làm luật là những người đại diện cho pháp luật của một đất nước, do đó môi trường làm việc luôn được đảm bảo những yếu tố về sự tôn nghiêm và quyền lực. Và đó là những lý do để mình chọn chuyên ngành luật là chuyên ngành để mình học. Xin chào và tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Phước Thiệu, hiện tại đang là sinh viên khóa 26 của trường Đại học Văn Lang thuộc chuyên ngành luật, và mình vinh dự nằm trong top các sinh viên nhận 100% học bổng đầu vào của khoa ở khóa học này. Chọn ngành luật vì giúp cho mình có góc nhìn khách quan đa chiều hơn, mình có thể nhận thấy sự vật sự việc tốt hơn và đưa ra những quan điểm đúng đắn. Là một sinh viên luật, mình với tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ giúp cho những người xung quanh mình tránh được những sai sót về mặt pháp lý, hoặc giúp họ trong vấn đề giải quyết pháp lý liên quan. Cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều cho rằng á, là khi mà chúng ta học luật sau này chúng ta ra trường á, thì chúng ta chỉ có thể làm luật sư này. Không phải đâu nha, nếu như chúng ta theo cái chuyên ngành luật thì chúng ta có thể làm theo làm cho tòa án nè, làm cho viện kiểm soát nè, làm cho văn phòng công chứng nè, làm nhân viên pháp chế cho công ty nè, rồi cũng có thể là các bạn tự mở những cái văn phòng luật sư, các bạn giải quyết những cái vụ kiện hay là những cái tranh chấp nhỏ nhặt trong cái cuộc sống. Còn nếu như các bạn giảng dạy lớp á, thì các bạn cũng có thể làm giảng viên luật nè. Cái ngành luật thực ra người ta nói là học rất là nhiều, bài vở nhiều lắm, nhưng mà không có đâu nha. Luật á thì các bạn chỉ cần nắm được bài nè, các bạn biết được cái điều luật đó là điều luật nào nè, nó nằm ở đâu nè, rồi nó áp dụng vào các trường hợp gì nè, để khi mà có sự việc xảy ra các bạn có thể biết được và lật ra ngay cái trang đó, và các bạn chỉ cần copy nguyên si cái trong bộ luật ra là được. Mỗi năm luật mỗi đổi mỗi khác, cho nên chúng ta không thể nào mà học thuộc hết những cuốn luật đó được. Làm bài thì có nhiều, nhưng bài tập thì hơi nhiều thiệt, nhưng mà chỉ cần các bạn nghe chú ý giảng viên nói rồi làm dấu nè, như là điều nào giải quyết cái vụ nào như thế nào, chỉ cần nhớ lật áp dụng là xong. Thì học luật sẽ giúp cho các bạn có một cái tư duy phản biện tốt để sau này các bạn đi làm á, các bạn có thể dùng nó để áp dụng vào những cái trường hợp mà nhất định. Xin chào mọi người, mình là Trương Hoàng Vũ, hiện tại mình đang là sinh viên khoa luật của trường Đại học Văn Lang. Mình hiện tại là khóa 25 và rất vinh dự khi được là khóa đầu tiên của ngành luật học của trường mình. Mình học tại cơ sở 1 ở đường Cô Giang ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở của mình cũng rất là nhộn nhịp, không thua kém gì cơ sở 3. Các bạn phải học tất cả các bộ luật của Việt Nam chúng ta. Các bạn có thể học thuộc thì rất là nhạy bén trong việc mà áp dụng các văn bản vi phạm pháp luật. Còn nếu không thì các bạn đừng lo lắng, vì trường chúng ta
cho phép sử dụng các văn bản pháp luật khi chúng ta thực hiện các kỳ thi. Điều đó có nghĩa là đề mở là lúc mà các bạn trao dồi kiến thức trên lớp học để mà giải quyết các tình huống. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đào Ngọc Hiếu. Hiện tại mình đang theo học khoa luật K26 của trường Đại học Văn Lang. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 tip mà mình đã áp dụng học online trong đợt Covid vừa qua nhé. Đầu tiên là các bạn hãy xem wifi và pin của mình đã đầy đủ hay chưa nha. Tip thứ hai đó chính là chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập. Và điều quan trọng nhất đó là không gian học. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web mà mình đang sử dụng. Và đây là giao diện của trang web. Ở đây thì mình có các chế độ học. Và ở dưới này là không gian học. Mình sẽ chọn thử một chế độ cho các bạn xem nhé. Mình chọn chế độ này và mình cũng có thể tùy chỉnh âm lượng. Hoặc là mình cũng có thể chọn một chế độ khác. Và đây cũng là chế độ mà mình hay sử dụng khi học nhất. Mình cảm thấy nó rất là yên tĩnh và sẽ giúp cho mình tiếp thu được bài giảng của thầy cô một cách rất là hiệu quả.